Nhãn xứ nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không có tự tánh, nếu Pháp nào không có tự tánh thì Pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. sắc xứ thanh hương vị xúc Pháp xứ không có tự tánh, nếu Pháp nào không có tự tánh thì Pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Nhãn giới nhĩ tĩ thiệt thân ý giới không có tự tánh, nếu Pháp nào không có tự tánh thì Pháp ấy lấy vô tánh làm tánh sắc giới thanh hương vị xúc pháp giới không có tự tánh nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh nhãn thức giới nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới không có tự tánh nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh nhãn xúc nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc không có tự tánh nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra không có tự tánh. nếu pháp nào không có tự tánh, thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. địa giới thủy hỏa phong không thức giới không có tự tánh. nếu pháp nào không có tự tánh, thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh vô minh hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não không có tự tánh nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh pháp nội pháp ngoại không có tự tánh nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không có tự tánh. Nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không có tự tánh. Nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không có tự tánh. Nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, không có tự tánh, nếu pháp nào không có tự tánh, thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bố thí, ba la, mật đa, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa, không có tự tánh, nếu pháp nào không có tự tánh, thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh.